Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay bài giảng định kiến tác hại và cách giải phóng. Tôi rất là muốn cho mọi người biết nhiều sự thật. Và những sự thật đó ở trong cái trạng thái tình cảm bao nhiêu năm tôi phải im lặng. Và chính cái im lặng đó mà làm cho vũ khí những kẻ xấu tấn công bạn. Bởi vì tôi đã im lặng, không dám kể cái điều đó. Thành ra bạn bị tấn công mà không biết cách đối phó như thế nào. Bạn ơi, chúng ta sẽ dần dần được biết hết sự thật. Amen. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau giải phóng khỏi định kiến. Bật hình ảnh đầu tiên cho chúng ta cùng nhau nghe một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện về một việc xảy ra vào mùa sáng, mùa thu đông lạnh tại Washington DC, trong một cái bến metro trung tâm. Vào một buổi sáng lạnh mùa đông tại một ga metro ở Washington DC, có một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của ba nhạc sĩ. Trong vòng 45 phút, trong khoảng thời gian ấy, có khoảng chừng 2.000 người đi ngang qua. Đa số đang trên đường đến sở làm của họ. Dường như không một ai có vẻ chú ý đến sự có mặt của anh. Chỉ có 6 người dừng lại, lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi. Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy thâu được tổng cộng $32. Anh ta ngừng chơi, không gian im lặng trở lại. Không ai chú ý đến anh, không một tiếng vỗ tay và cũng không một lời tán thưởng. Hình ảnh thứ ba, họ đâu có biết rằng người ấy chính là Joshua Ben, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới hiện tại. Trong hơn 45 phút qua, anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu. Và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng $3.5 triệu. Hai ngày trước đó, Joshua Ben đã trình diễn tại một nhà hát lớn ở thành phố Boston. Vé bán hết không còn chỗ ngồi, giá mỗi vé là $100. Và ban tổ chức sẵn sàng trả $1,000 một phút cho tài năng của anh. Chúng ta bật điện lên. 7:45, người thanh niên này vác cây đàn trị giá $3.5 triệu, đứng ở metro đánh đúng những bản nhạc mà anh ta đã từng biểu diễn, và người ta phải mua vé rất là đắt để vào nghe. Anh ta đứng đó ở metro, những người đi ngang qua lý giải có thể họ bận công việc, có thể họ cũng chả biết gì về âm nhạc. Cũng có thể họ được bị định kiến ở trong đầu rằng cái thằng ăn xin này đừng dừng lại, mất thời gian. Nhưng ở trong số 20 người cho tiền, có một cô gái đã dừng lại lâu hơn. Vì cô ta 2 ngày trước đã xem chính con người này biểu diễn ở trong cái nhà hát vừa rồi. Cô ta đã dừng lại, thả vào trong đó $20 và dừng lại đợi cho anh ta đánh xong bài, xin chữ ký và chụp ảnh. Một người vĩ cầm nổi tiếng thế giới, nhưng bởi định kiến mà chúng ta có thể bỏ qua những cơ hội. Tôi muốn nói về một định kiến khác. Sách Mác đoạn 6 câu 1 đến câu 6. Có một đấng từ trời còn vĩ đại hơn cả con người vừa đánh vĩ cầm vừa rồi. Có một đấng mà chính con người đánh vĩ cầm đó đã tôn sùng Chúa Giêsu là Chúa đời sống của anh ta. Biết bao nhiêu thủ tướng, chính phủ, bao nhiêu hoàng đế, bao nhiêu vị vua, bao nhiêu tổng thống quỳ gối. Biết bao nhiêu đời tổng thống Mỹ mỗi lần nhậm chức đều phải đặt tay trên lời của Ngài để hứa rằng sẽ làm theo những lời Kinh Thánh dạy và lương tâm của mình. Mỗi một lần nước Mỹ có những tai họa đều câu cuối cùng nguyện Chúa ban phước cho nước Mỹ. Đứng đó là biết bao nhiêu dấu kỳ phép lạ. Kinh Thánh chép rằng, Sách Mác đoạn 6 câu 1 đến câu 6. Chúa Giêsu tới thành Nazareth. Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó đến quê hương mình. Có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thế nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là tham ốc?
Con trai Marie, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn trắng, chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ ngài. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và người trong nhà mình khinh rẻ mà thôi. Ở đó ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Chúa Giê-xu làm rất nhiều phép lạ tại Capernaum, tại Jerusalem và nhiều nơi khác, Samari. Nhưng khi ngài trở về quê hương của ngài, nơi dưỡng dục, nơi mà ngài sinh ra, và khi ngài giảng như vậy, tiếng đồn của ngài tới với tai của những người đồng bào ở trong làng của ngài, thì họ cứ thấy chết rằng thiên hạ nghe ngài lấy làm lạ mà nói rằng: người bởi đâu được những điều này, sự khôn sáng từ đâu ra? Ông ngạc nhiên. Vì sao? Vì trong đầu của họ có một cái định kiến: đây là con thợ mộc, con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa lại quét lá đa. Cái loại con thợ mộc này thì làm lên trò trống gì? Mà tại sao con tên thợ mộc rốt học mà lại nói được những lời như thế này? Lắng nghe này, cái vấn đề tai hại không phải cái người mà bạn định kiến cho họ, họ không tồi hơn, nhưng cái định kiến hại cho chính bạn. Mong hiểu đang nói không? Có những người thương gia, hãy thoát khỏi sự định kiến. Nhiều khi nếu bạn không thoát khỏi sự định kiến, bạn có thể đánh mất một cơ hội, bạn có thể đánh mất một khách hàng, bạn có thể đánh mất một cơ hội ký hợp đồng, bạn thậm chí có thể đánh mất người yêu của bạn, hoặc một người chồng tương lai, hoặc người vợ tương lai. Bạn có thể đánh mất một người cùng làm việc với bạn bởi định kiến ở trong đầu của bạn. Chúa Giê-xu, một đấng từ trời vô số những lạ làm ở những nơi khác, mà ngài về quê hương của ngài, ngài vô cùng thấy là lạ. Vì sao không có phép lạ xảy ra tại Nazareth? Bởi vì ở đây họ đã định kiến thả mộc, đồ thả mộc chỉ cưa đục đóng đinh, làm nên trò trống gì. Và chính cái đó, trong khi con của họ đang bị ốm, mẹ của họ đang nhức đầu, đang lý ra được chữa lành, bao nhiêu người thân họ hàng bị quỷ nhập, Nazareth quỷ đâu lớn hơn, mạnh hơn ở Capernaum đâu? Chúa Giê-xu đâu có phải là kém tài và không có quyền năng như ở những nơi khác đâu, mà tại sao ở đây ngài không làm được phép lạ nào? Câu trả lời: định kiến ở trong đầu của những người Nazareth, đầu thợ mộc. Cái định kiến đó nó làm cho hại mỗi chúng ta hơn. Định kiến làm cho con của bạn không thể vào đại học được. Định kiến nó làm cho con của bạn cứ đi theo cái giới của cha nó hoặc mẹ nó. Bạn đã từng lần nào trong đầu suy nghĩ: mẹ tôi đúng năm 40 bị đau chân, bà tôi năm 40 bị đau chân, tôi sắp sửa còn nửa tháng, nửa năm nữa là 40 tuổi sẽ bị đau chân. Tất cả những cái đó nó gieo vào trong đầu của bạn. Định kiến nguy hiểm. Sách Giăng đoạn 1 câu 10 câu 11: Ôi Chúa ơi, hãy giúp chúng con thoát khỏi định kiến. Mỗi một người ngồi tại đây đều có những cái ơn mà Chúa ban cho bạn. Bạn đừng đeo cặp kính dâm và nhìn người khác theo lăng kính của mình đo. Hãy mở tâm trí của mình nếu bạn muốn phát triển. Kinh Thánh chép rằng: Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết ngài. Ngài đã đến trong xứ của mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Trong khi họ đang kêu lên: Chúa ơi, hãy giải phóng chúng con khỏi La Mã, hãy giải phóng chúng con khỏi tội, đấng Mêsia ơi. Họ chờ đợi đấng Mêsia tới, đấng cứu chuộc tới với họ. Nhưng mà họ đã có định kiến ở trong đầu: đấng đó phải đi từ ngôi vua cơ, đấng đó phải đến từ nơi sáng láng cơ,
không thể chui ra từ ông thợ mộc, không thể ở trong vườn, trong chuồng lừa được. Tôi đã thế này thì đấng đó phải cao hơn chứ. Tôi đã giàu thế này thì đấng đó phải giàu hơn chứ. Tôi đã giỏi thế này, đấng đó phải giỏi hơn chứ. Chính cái định kiến đó đó, họ đã đánh mất cơ hội. Ngài đã đến trong xứ mà dân của Ngài lại chối bỏ vì định kiến. Định kiến cực kỳ nguy hiểm. Bạn đã lần nào cãi nhau với chồng bởi vì bạn định kiến rằng chồng của bạn chống lại bạn? Vì sao? Vì sao? Tôi nói ông lần đầu nó không làm theo. Tại sao không làm mấy việc liền một lúc được như tôi? Định kiến bởi vì bạn nghĩ rằng đàn ông giống hệt như phụ nữ. Nhưng cảm ơn Chúa, 15 năm tôi sống với một người phụ nữ, tôi hiểu đàn ông đàn bà khác nhau xa lắm. Nó chỉ giống mỗi cái đàn trước thôi, còn từ đằng sau bà và ông khác nhau. Đàn bà một lúc làm 5 việc, đàn ông chỉ làm một việc là một việc thôi. Nó xem đá bóng là chỉ xem đá bóng, còn bạn xem đá bóng có nghĩa là không chỉ xem đá bóng. Đầu của bạn tai này nghe lỏm chuyện hàng xóm, tai kia buông chơi lê với bạn gái của mình, chân thì du con ngủ, tay thì lại quần áo, miệng thì chỉ đạo chồng bê rồi lẩu xuống khỏi bếp. Bạn đo thước đo của bạn trên người khác, cái đó gọi là định kiến. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 41 câu 42, ai rước một đấng tiên tri vì là đấng tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Đây là câu trả lời vì sao Lazarus lại không có phép lạ nào xảy ra, bởi vì họ tiếp một ông thợ mộc, cho nên ơn đục đẽo sẽ đến với họ. Còn Capernaum, Jerusalem, Samari, họ chờ đợi và tiếp đón Giê-xu làm đấng tiên tri của trời, cho nên phép lạ xảy ra. Ai rước một người công chính vì là công hưởng của người công chính, ai rước một người mục sư vì là mục sư thì ơn mục sư chăm sóc người đó, ai rước một đấng tiên tri vì đấng tiên tri thì ơn tiên tri sẽ tới với người đó. Mùng 1 tháng 11 tới, mục sư Samson sẽ tới đây để giảng cho hội thánh chúng ta. Hãy chờ đợi ơn sứ đồ và ơn tiên tri phục vụ mỗi chúng ta. Bạn ơi, tiếp theo này, ai sẽ cho một người trong con nhỏ này chỉ một cốc chén nước lạnh thôi? Vì người đó nhỏ, vì người nhỏ đó là môn đồ của ta. Khi bạn tiếp nhận, bạn trò chuyện, bạn tiếp đón, bạn tiếp khách, bạn bắt tay, bạn cười với những người ở trong căn phòng này, dù họ là người nhỏ nhất, mới tin Chúa hoặc chưa tin Chúa, thì bạn cũng làm điều đó cho Chúa Giê-xu và phần thưởng không hề mất. Cái định kiến này trong đầu chúng ta. Có nhiều người nói hội người Đức này, dân tộc Đức họ phân biệt chủng tộc. Tôi trò chuyện với người đó nói rằng, xin thưa với anh, người Việt Nam còn phân biệt chủng tộc hơn cả người Đức. Anh bảo sao một số người nói như vậy? Tôi chứng minh cho anh biết, người Việt Nam không chỉ ghét người ngoại quốc mà người Việt Nam còn ghét lẫn nhau nữa cơ. Quân khu này không chơi quân khu kia, hội miền Trung không chơi hội miền Bắc, hội Hải Phòng không chơi hội Hà Nội, ngay cả trong Hà Nội phố này không chơi phố kia. Nội thành khác với ngoại thành. Mọi người hiểu không? Ai đã từng đi sang làng bên cạnh tán gái đi xuống ao mò xe đạp, giơ tay tôi xem. Yeah. Bởi vì con gái làng tao là dành cho trai làng tao, còn mày đừng có bén bảng tới đây. Muốn lấy cô gái này thì phải mang chầu đến cho tao. Và nếu cô gái nào xinh ở trong làng mà không đồng ý lấy ai và cậu trùm sò đó thì ế suốt đời hoặc là chuyển vùng. Đừng có chê trách người khác, hãy suy xét lại bản thân. Ở đây cho bạn nhìn thấy, tôi nói thật một điểm lợi nhá, muốn tôi bật mí không? Tiếp xúc với bất kỳ một người nào trong căn phòng này, hãy khai thác bằng được tìm ra điểm mạnh của họ, và bạn hãy tiếp đón họ với điểm mạnh của họ, đừng nhìn họ như điểm yếu. Khi bạn nhìn những người ở trong căn phòng này điểm yếu của họ và chỉ chờ đợi họ là kẻ đó, thì cái ơn đó sẽ phục vụ bạn. Có nhiều khi cái điểm yếu đó, tiêu cực đó sẽ đập chết bạn. Họ không đập, nhưng cái định kiến ở trong đầu của bạn sẽ thu hút điều đó tới với bạn.
có một thanh niên 30 năm làm nghề kiểm tra tất cả những đĩa nhạc. Cậu bạn thấy cậu này làm nghề 30 năm rồi, mày sướng thật, tao mỗi lần phải bỏ ra 25 euro mua một cái đĩa hát hay. Mày cả 30 năm như vậy, mày nghe bao nhiêu bài nhạc rồi à? Nghề của mày là nghe nhạc mà, cậu nói được không? Tao là chuyên gia nghe tiếng rẻ. Tao không hề nghe nhạc gì hết á. Cứ ngồi nghe nhạc như vậy để phân biệt rẻ hay không rẻ, rẻ không rẻ, rẻ không rẻ. Trong khi người khác thưởng thức, còn anh chàng này đang tìm tiếng rẻ. Hồi thánh chúng ta không có loại người đi tìm tiếng rẻ của người khác. Amen. Quay xem lên tận nói rằng chúng ta không tìm kiếm tiếng rẻ của người khác. Khổ cho những kẻ luôn tìm tiếng rẻ. Người ta hát hay như vậy mà vẫn nghe tiếng rẻ. Mua cơm ngon như vậy mà vẫn thấy có điều gì đó trên bàn tiệc có rác. Người không có định kiến moi thùng rác luôn ra điều quý giá, còn kẻ bi quan luôn tin trên bàn tiệc ngon rác. Hỏi những người làm chồng, đừng tìm rác trong bữa ăn mà vợ nấu cho bạn. Hỏi những người làm vợ, đừng tìm rác trong tính cách của chồng mình. Amen. Cái đó gọi là định kiến đấy. Sách Luca đoạn 4 câu 24. Ở trong đời Eli có rất nhiều người đàn bà quá ở trong Do Thái, trong dân Israel, dân của Ngài đó. Thế mà Chúa lại đưa Eli tới với một người đàn bà ngoại bang. Người đàn bà, Ngài lại phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong vương. Mình xin lỗi, hình như bị nhầm. Luca đoạn 4 câu 24-27. Luca đoạn 4 24 câu 27. Đây là một mạch nói tiếp về câu chuyện tại sao dân ở Nazareth lại không nhận được những ơn mà Chúa làm việc. 24 câu 27. Rất tiếc kính hôm qua chủ nhật trước thì giờ tuột mất tí ốc thành ra bây giờ. Ok, đợi chút để tôi đọc ở trên. Ta nói thật cùng các ngươi về đời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Tiếp theo, dầu vậy Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một người đàn bà quá ở Sarepta xứ Sidon. Đây là người ngoại, không phải dân Do Thái. Tiếp theo, trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phú mũi, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman người xứ Syri mà thôi, cũng là dân ngoại, cũng là dân ngoại. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho hết thảy những ơn mà Chúa mang tới hội thánh tại đây, chúng ta đừng từ chối những cái ơn đó. Vì nếu bạn từ chối ơn mà Chúa ban tới, thì Chúa sẽ cất ân đó để bảo vệ nó, sử dụng cho một dân khác. Chúa đưa David tới với Saul để giúp cho Saul làm công việc, nhưng Saul không tôn trọng cái ơn đó. Chúa đã giúp David đi để bảo vệ. Chúa Giêsu tới với dân của mình để mang sự cứu rỗi tới cho dân Do Thái, nhưng vì dân Do Thái đã từ chối ơn đó, cho nên Ngài đã đưa cái ơn đó đi ra dân ngoại. Người ngoại được cứu nhiều hơn là dân Do Thái thời bấy giờ. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng chối bỏ những ơn mà Chúa mang tới về hội thánh này. Amen. Thời bấy giờ cũng như bây giờ, người ta khinh ba loại người: một là đàn bà, hai là dân ngoại bang, ba là người bị hủy. Ba loại người này Chúa đưa vào mạch văn, Ngài đến gặp họ để chữa lành. Ngài sai tôi tớ của Ngài tới gặp những người đó để chữa lành. Người đàn bà để chữa lành, người ngoài bang để chữa lành, kẻ bị hủy để chữa lành. Bởi vì dân của Ngài từ chối Ngài. Timôthê, câu kinh thánh này sẽ được đọc sau. Định kiến rất là tai hại. Định nghĩa thế nào là định kiến? Định kiến là khi bạn và tôi dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác. Định kiến đánh giá một điều gì, một người nào, một sự việc nào khi chưa có đủ đầy kinh nghiệm về điều đó. Định kiến là ý kiến nhất định, thiên vị không khách quan, đã có sẵn từ trước ở trong lòng rồi. Có ai đó có kinh nghiệm thất bại, có ai đó được gặp gỡ trong cuộc đời của mình một điều gì đó và họ đã bị định kiến ở trong đầu bởi câu nói nhìn mặt mà mắt thành răng. Bắt đầu từ đó họ mới đo mệt
lấy ví dụ, ví dụ thí dụ hôm nay chưa, ví dụ trong đầu chúng ta có một cái định kiến là cứ người nào đeo kính trắng là dân trí thức, cứ người nào Hồi giáo là bọn khủng bố. Đã. Cứ người nào mà vào metro hoặc là lên xe bus mắc lên 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 lại là bọn móc túi. Và chính cái định kiến đó mà chúng ta bị kẻ ăn cắp lừa đảo bằng cái đôi chính. Bạn sẽ ngồi bên cạnh một người đeo cà ràng áo vest vì yên tâm rằng đây là người sang trọng sẽ không móc túi, và khi bạn đứng dậy ghi mất rồi. Bạn vừa bước vào xe bus thấy một người lên ăn mặc rất là luộm thuộm tay mắt nhìn như vậy, bạn đừng sợ, chưa chắc đó là viên ăn cắp đâu, là vị giáo sư bị hỏng mắt đấy, có bệnh gì mắt. Tại sao bạn định kiếm như vậy? Khi hợp đồng bạn đừng nhìn một cái người nào đó mà bắt đầu tìm kiếm. Có một câu nói mà cái này rất là nguy hiểm: đàn ông miệng rộng thì xa, đàn bà miệng rộng không cần nói không sao. Có những hôn nhân bị tan vỡ, có ai đó nói rằng cứ gò má cao phụ nữ là sát chồng, cái đó cực kỳ nguy hiểm. Đừng để định kiến ở trong đầu của mình. Amen. Định kiến cứ đầu mà húi cua, tóc mà chọc là hội đồng chọc ma phi, không phải. Cứ mắt sách là cái hội bà chọn bà chảo, không phải. Tôi hiền lắm. Là bên Nga là một lần phục sinh giảng xong, cái chấp sự chờ cái người bạn đi về, trên đường về cái người chấp sự kia nói rằng kiểu người giảng hay đấy nhưng mà có góp ý nha, và góp ý cái gì lần sau cũng giảng hay như vậy nhưng mà thay vào cái ông nào từ bi chút thì người ta tin Chúa nhiều hơn. Kiểu ông trông học hố quá, làm sao họ tin được. Là một số những cái định kiến đó chúng ta cần phải loại bỏ. Có nhiều khi định kiến nó xây dựng từ cảm xúc mạnh. Có một có thể quá khứ của bạn bị thương tổn gì đó, bạn bắt đầu định kiến. Tôi ngày xưa ở bên Nga, cứ vào thi tôi để ý thấy 3 lần bị trượt, bởi vì cái ông đó có dâm. 3 cái người mà cho tôi trượt thi đại học, thi môn học của trường mọ đều có dâu. Thành ra cứ sau này cứ học cứ là có dâu, mình cứ cẩn thận, thế này lại đuổi mình đây. Là cái đó là cái định kiến trong đầu của mình, mọi người hiểu không? Phải thay đổi. Không phải cứ ai có dâu là cũng ác cảm với mình đâu. Người ta Việt Nam có câu nói: không ưa thì dưa có giỏi. Bác không ưa người đó rồi thì thấy cũng dưa của bà ăn muối là có giỏi. Còn yêu, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Mà ghét hết luôn, ghét từ cụ kỵ mà mặt mình chưa hề nhìn thấy mặt, ghét luôn cháu chất chút chít luôn, ghét luôn cả những người nào mà chưa sinh ra từ cái thằng đó. Cái đó chúng ta cần phải giải phóng. Amen. Amen anh chị em. Hãy nói với lên cận rằng đừng có định kiến. Trước khi chúng ta vào học cách giải phóng khỏi định kiến thì có một câu chuyện tôi muốn đọc cho anh chị em về tác hại của nó như sau. Có một anh thanh niên mắc bệnh sợ gà, cứ trông thấy gà là chạy. Hỏi tại sao thì anh ta trả lời: con gà nó nghĩ tôi là con rút nên phải chạy ngay, không nó mổ chết. Gia đình đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Hàng ngày ngoài việc uống thuốc, anh phải học thuộc lòng câu: tôi không phải là rút nên tôi chẳng vì gì phải sợ gà. Sau 3 tháng điều trị, bác sĩ làm bài kiểm tra: anh có phải là rút không? Tôi không phải là rút. Anh có sợ gà không? Anh trả lời: tôi không phải là rút nên chẳng việc gì phải sợ gà. Thấy không còn triệu chứng gì bất thường, bác sĩ cho anh ta ra viện. Vừa ra tới cổng bệnh viện, nhìn thấy một con gà, anh ta vẫn sợ hãi chạy bán sống bán chết. Mọi người xuống lại hỏi: anh có phải là rút đâu mà sợ gà? Anh ta trả lời: đúng thế, nhưng 3 tháng qua chỉ có mình tôi được học nên chỉ mình tôi biết tôi không phải là rút, chứ con gà có được học hành gì đâu, nhỡ nó cứ tưởng tôi là rút thì sao? Ba tháng qua chỉ có một mình tôi được dạy rằng tôi không phải là giun, chứ gà nó đâu được dạy.
thành ra nó vẫn tưởng tôi là run, nó mổ tôi thì sao? Cái đó gọi là định kiến. Định kiến ở trong đầu luôn luôn tìm ra nguyên nhân. Định kiến đối với người lười để không đi làm, ở đường có một con sư tử nó nằm ở giữa đường, tôi đi làm nó khổ tôi chết. Bởi vậy cho nên định kiến vô cùng là tai hại. Cách giải phóng nó như thế nào? Anh chị em thấy mình thì có chút định kiến không? Thôi thừa nhận đi, tôi giơ hai tay hai chân luôn. Chúng ta hay định kiến lắm, định kiến dễ vào chúng ta lắm. Cái gì mà nó tích cực thì khó nhập, học mãi mà vẫn không vào. Còn cái tiêu cực thì nó giống như nam châm vậy, hút phát là vào ngay, không cần hút cũng chạy tới luôn. Còn những cái mà tích cực thì mời mãi, đuổi theo mãi mà nó cứ chạy sang. Phải cố gắng, bởi vì con người chúng ta bản chất nó là tội lỗi rồi, từ nhỏ rồi. Thành ra cái tội nó có sẵn bên trong, nó hút cái tội tới. Cái điều tích cực thì nói mãi mà không vô, nhưng chỉ cần một điều tiêu cực thôi, người ta trả tiền để đọc chuyện tiêu cực. Cách giải phóng có ba cách, có ba bước. Một, trước khi đọc ba cách này, bật Timothée 1 đoạn 5. Timothée 1 đoạn 5 câu 17 câu 21. Đây là lời Phaolô dạy Timothée, là một vị mục sư của thánh khá lớn. Lời dạy như sau: các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bổn phận, nhất là những người chịu chức giao giảng và dạy dỗ. Vì kinh thánh rằng người chớ khóc miệng con bò đang đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công của mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi hay củ trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con đừng giữ những điều đó. Răn bảo con giữ những điều đó, đừng yên chí trước. Đây là đừng có định kiến trước, đừng có định kiến ở trong đầu trước khi giải quyết mọi sự việc. Đừng yên chí trước phàm việc gì, cũng chớ tây bị bên nào. Quay trở lại câu kinh thánh trước đó: đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Tôi rất là ngạc nhiên, 8 năm xây dựng và chăm sóc những con người tại đây, mà sự việc vừa rồi họ đã được nghe trước đó nhiều tháng trước đó, thậm chí có những người được nghe cả năm trước đó về những chuyện xấu của tôi, mà không một người nào trong số người đã không còn tại đây nữa đến gặp tôi và hỏi sự thật ra làm sao. Như vậy tôi đã bị đánh mất lòng tin với những con người đó rồi. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai ba người làm chứng. Tại sao không đi hỏi? Tại sao không đi đến nghiên cứu? Tại sao không gặp trực tiếp tôi mà hỏi những điều như vậy? Họ bị định kiến gieo vào đâu? Cái đó là cái nguy hiểm. Tôi nói với anh chị em biết một điều này: nếu ông Trung mà về Hội Thánh Gò Đúc tại Hà Nội để giảng, để thăm viếng, tôi nói với chị Thúy là người trân bày tại đó, nói rằng: Thúy ơi, sắp tới ông Nguyễn Mạnh Trung từ Việt Linh tới, khi nói chuyện và tiếp xúc với ông Trung hãy cẩn thận chút nhé. Chỉ cần nói như vậy thôi, ông Trung bắt đầu về thấy có một khoảng cách với Hội Thánh Lò Đúc, họ sẽ có cách làm việc với ông Trung kiểu cẩn thận một chút nữa. Sau này nếu có chuyện gì, ông Trung lôi tôi ra và nói rằng: tại sao mục sư lại nói xấu tôi? Tôi nói xấu đâu, tôi đâu có nói xấu đâu, tôi chỉ đơn giản nói hãy cẩn thận chút nữa. Nhưng mà tại sao mục sư lại nói tôi cẩn thận chút nữa? Mục sư đã gieo định kiến vào đầu người ta rồi. Cái đó là cái nguy hiểm, cái đó là kẻ ném đá giấu tay, rất là nguy hiểm. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Đừng gieo định kiến vào đầu người khác. Bạn phạm tội đấy anh chị em, bạn đang buộc cối đá vào cổ của người khác, bạn đang tham dự vào việc làm của tội lỗi. Hãy sống trong ánh sáng, đừng có gieo những điều nghi kỵ. Ủa mà chi, Đức Chúa Trời có phán không ăn trái cây này trong vườn sao? Gieo sự nghi kỵ, gieo định kiến về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và cho nên tôi kêu gọi những người trong hội thánh, hết thảy những cú điện thoại của những dạng như vậy, hãy cẩn thận, đừng có nghe. Nói cho họ rằng nửa năm sau sẽ nói chuyện, còn bây giờ hãy để yên, hãy để yên cho tôi
nhìn công vào Đức Chúa Trời, đừng dùng áp lực để mà gieo định kiến vào đầu tôi. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Đừng theo mưu kế của kẻ dữ, đừng đứng ở trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, không theo mưu kế của kẻ dữ. Alo, chị làm đấy à? Thế dạo này ra làm sao? Hỏi thánh đi đường nào? Tất cả những cái đó đó nó sẽ làm cho chúng ta bất ổn, lo lắng, sợ hãi. Hãy lắng nghe này, nguyên tắc của Kinh Thánh: nước Đức Chúa Trời không phải tại sự ăn uống, nước Đức Chúa Trời tại sự công bình, bình an và vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Thấy rằng bất cứ một cuộc điện thoại nào khiến cho bạn không có sự công bình, nghĩ xấu về người khác, mất sự bình an và ăn cắp khỏi bạn niềm vui, thì nói này, stop, hãy lui ra khỏi ta kẻ trộm đến cướp giết và hủy diệt. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Anh chị em ơi, bạn phải có trách nhiệm trên đời sống của bạn. Tôi không thể đi theo bạn để mà giúp bạn bảo vệ được đâu. Mỗi người có bằng lái xe, mỗi người có cái vô lăng, bạn được quyền quyết định phanh trước đèn đỏ hay cứ lao thẳng. Không ai giúp được bằng chính mình. Hãy giữ cho đầu của mình và tư duy trong sáng. Amen. Hãy quay sang lần cận nói rằng hãy giữ cho đầu mình và tư duy trong sáng. Ba cách hay là ba bước để giải phóng mình khỏi định kiến. Một, hãy phát hiện ra định kiến có ở trong mình không. Ví dụ, bạn nhìn thấy một ai đó đang ngồi, bỗng nhiên bạn suy nghĩ, hình như mấy ngày gần đây phạm tội đấy, hình như là mắc cái gì dưới đất này, quả này phạm tội rồi. Cái bà ngồi ở góc kia đấy, là chắc là hôm qua cãi nhau với chồng, thành ra là thấy hát không còn giơ tay nữa. Xin thưa, nếu bạn chưa đến gặp người ta hỏi mà bạn đã kết luận như vậy, bạn đang có dịch định kiến mắc rồi. Nếu không thoát khỏi bệnh SIDA này thì nó sẽ hủy diệt đức tin của bạn. Thành ra phải luôn kiểm tra mình. Amen. Amen anh chị em. Có ai đang ngồi nghe lời Chúa, rít mù mắt đã nhập vào người này rồi, không có sự kính đến Chúa nữa rồi, xin lỗi, hãy hỏi người đó xem, biết đâu họ đã làm ca đêm rồi, họ làm đến 11, 12 giờ, chứ họ có thể ở nhà ngủ giấc ngủ này, nhưng họ sợ đến mất bài giảng và sự thờ phượng tiêu chung của chúng ta. Họ đã tới đây ngồi gật hai ba cái, nhưng hãy đến hỏi họ trước khi bạn quyết định linh nào nhập vào người ta, hay là bạn có loại linh nào từ dưới nhập vào bạn. Cái linh đó gọi là linh định kiến. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thế tại sao bao nhiêu năm qua tôi luôn luôn nói với mọi người rằng những người nào không đi các kỳ trại đừng xét đoán họ, những ai không có mặt trong hội thánh này đừng xét đoán họ, không phải tôi cổ động cho bỏ nhóm người chúng ta, nhưng tôi đang giúp chúng ta thoát khỏi định kiến. Định kiến đó là một loại linh kiểm soát người khác, nó gieo rắc sự không tin tưởng vào nhau, nó làm cho chia rẽ mọi người để chỉ rẽ, nó mất sự hiệp một, nhìn nhau nó luôn có cái mắt thù hận, thấy ai cũng là kẻ thù, có thể tìm ra cái sai của mình để diệt. Một thân thể như vậy là một thân thể bại liệt, các chi thể không hề có mối liên hệ với nhau. Chúng ta được quyền tự do chút suy nghĩ, nhưng chúng ta được quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Hãy chống lại định kiến và nói rằng định kiến không, không, không. Amen. Hãy phát hiện ra định kiến ở trong mình có hay không. Điều thứ hai, phòng tránh định kiến mới tới với bạn bằng cách đừng nhận xét về ai đó ngồi. Tôi trước đây lâu năm có một người trong hội thánh đã từng giảng trong buổi cầu nguyện, nói rằng Giăng Baptist xuống địa ngục, bởi vì kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn lớn hơn cả Giăng Baptist nữa. Tôi được báo cáo như vậy. Tôi không xét đoán nha. Tôi gọi hai ba người có mặt trong căn phòng đó. Nhân sự vòng một hỏi có thật như vậy không? Ba bốn người đó xác nhận có. Tôi mới gọi người đó lên và trò chuyện với người đó và nói rằng sai, hay công bố sửa lại và xin lỗi. Chứ không phải là nghe một cú điện thoại cái bạn đã tin ngay. Mà
mọi người hiểu không? Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ tin cậy vào nhau. Nhưng ông Châu có một câu nói rằng: hãy tin nhưng mà nên kiểm tra. Đừng có tin vội mọi sự, đừng yên trí mọi sự, đừng yên trí mọi sự, đừng định kiến mọi sự. Có một số người họ đã ghét một người nào đó rồi, họ nhận một thông tin từ người khác nói xấu người đó. Hay quá, kẻ thù của kẻ thù là bạn, bạn của kẻ thù là kẻ thù. Họ luôn tin kẻ thù của kẻ thù làm bạn với mình. Không nên như vậy. Amen. Chúng ta không có kẻ thù. Bởi vậy cho nên đừng có định kiến người khác. Phòng tránh định kiến, hãy nghiên cứu thật là cụ thể. Hãy gặp gỡ người đó, đừng tin vội. Người ai đã nói rằng: ô, chỗ đó mượn cái điều này xấu. Bạn hãy lắng nghe, sau đó hỏi xem cái việc làm của chú lão vườn lúc đấy có mấy người làm chứng, của ông Cần mấy người làm chứng, của ông An mấy người làm chứng. 2-3 người bạn gọi điện thoại nói chuyện cụ thể. Khi họ làm chứng được rồi, bạn mới gặp ông An, bạn mới gặp người kia để tìm hiểu và giải quyết. Còn nếu như một sự vu khống một cách trắng trợn như vậy, bạn phải gọi người đó tới. Và nếu người này không căn năn và thay đổi, bạn phải khiển trách công khai để răn dạy những người khác. Định kiến nó nguy hiểm như vậy đó. Điều thứ ba, để giải phóng, hãy gỡ bỏ định kiến ở trong đầu của mình qua nghiên cứu cẩn thận và nghe bằng hai tai. Có nhiều khi ma quỷ định gieo định kiến vào bạn, nhưng qua sự nghiên cứu cẩn thận nghe bằng hai tai và trung lập trong lòng của mình, bạn đang biến cái mà suýt nữa trở thành định kiến thành một bài học kinh nghiệm trong cuộc đời của bạn. Bạn hiểu không? Bạn học có những kinh nghiệm, bạn biến cái định kiến đó trở thành một sự hiểu biết, trở thành điều tốt đẹp trong kinh nghiệm của bạn được vì. Amen. Và người nhận mà hiểu được 3 bước chưa? Bước thứ nhất, hãy nhận ra định kiến của mình từ xa để diệt nó. Hãy kiểm tra bản thân của mình đã đánh giá được người đó, sự việc đó, công việc đó mà đã hiểu biết cụ thể người đó chưa. Đương nhiên có ai đó đi vào trong chợ Đồng Xuân gặp một người phụ nữ nói rằng: chồng của bà đang một người rất là tồi. Từ từ, đừng có tin vội, hãy hỏi bạn vừa nói tên là gì, ông bạn tên là gì. Bà không, không, không cần biết tên. Như vậy là đồ xấu, đi chỗ khác, đi chỗ khác chứ mà. Mọi người hiểu không? Một người mà công khai hãy nói tên tôi là Trần Mạnh Hùng, tôi chịu trách nhiệm trên lời tôi vừa nói ra, chứ không kiểu ném đá giơ tay đâu. Thật ra bất cứ một loại thư nào nặc danh, bạn không đáng phải đọc. Chỉ có những người dạy mới nghe và tin theo tiếng đồn đại của dân chúng. Còn người khôn ngoan suy xét cẩn thận, đừng vội vàng tin vội mà có nhiều khi mất cả nhà cửa của bạn này. Điều thứ hai, phòng tránh những định kiến mới. Khi nghe tin từ ai thì hãy nói trước rằng đây là ý kiến của bạn thôi, đây là ý kiến của người đó, còn tôi sẽ lấy thông tin này và đi nghiên cứu cho thật cụ thể. Điều thứ ba, gỡ bỏ những định kiến bằng sự hiểu biết của mình. Qua tìm hiểu và xem xét, định kiến sẽ biến trở thành sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người, chủ đề định kiến, tác hại và cách giải phóng. Trước khi cầu nguyện để kết thúc, tôi muốn đọc cho bạn nghe một câu chuyện nữa, nó kết thúc bài giảng ngày hôm nay. Sẵn sàng chưa? Có một gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia trước mặt. Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xoành xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì trên bãi biển bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không, giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ vẫn tiến lại về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chúng nó chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác.
bà cụ lặng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa. Họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc trò chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những người khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm cái bà cụ khả nghi kia là ai. Và họ sững sờ, bà cụ ấy chính là người dân ở đây. Từng có một đứa cháu ngoại đi bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp, đã chết không lâu vì bệnh nhiễm trùng uốn ván. Từ giáo ấy thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắt. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp với đôi mắt ướt nhòe: "Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ ấy mà, để cho cháu bé, các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu ngoại đáng thương của tôi." Nghe xong câu chuyện, người chồng vội vã chạy xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn lại một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Rất nhiều điều mà đòi định kiến chúng ta có thể sửa lại được, nhưng rất nhiều điều mà bạn không bao giờ có cơ hội. Thật ra đây là thời điểm chúng ta cần giải phóng khỏi định kiến. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy thôi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.